Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri xã Hồ La. Phường Tô Hiệu công bố quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cuối chương trình có phóng sự Đảng bộ phường Trường Sinh lãnh đạo phát triển kinh tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thực hiện kế hoạch của Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ đại biểu số 2 Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri xã Hồ La. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La. Tại hội nghị, cử tri đã được thông tin kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 20. Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Hồ La khóa 21, thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Với tinh thần cởi mở thẳng thắn, cử tri xã Hồ La kiến nghị với thành phố quan tâm xem xét có biện pháp khắc phục hai vị trí hạ lưu cống ngang thoát lũ đường quốc lộ 6, đoạn tránh thành phố, xả trực tiếp xuống bản lụa, làm ảnh hưởng đường giao thông trục bản và ảnh hưởng đến ao thủy lợi của bản. Khắc phục sớm các tuyến đường bị sạt lở vào mùa mưa trên địa bàn xã, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa cấp bản, hệ thống điện nông thôn. Các ý kiến kiến nghị đã được đồng chí Đỗ Văn Trụ trực tiếp trả lời, đồng thời thông tin tới cử tri về những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2024. Ngày 18 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2024 cho trên 100 đại biểu là cán bộ tư pháp, hộ tịch và các thành viên của các tổ hòa giải trên địa bàn xã Trường Ngân. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên pháp luật thành phố triển khai luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15 ngày 27 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải ở cơ sở, triển khai một số vấn đề chung về hòa giải ở cơ sở, các bước tiến hành một số vụ việc hòa giải, kỹ năng thực hiện hòa giải ở cơ sở, mẫu các biên bản, báo cáo danh sách, giấy đề nghị liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực tiễn, tổ chức triển khai thực hiện công tác hòa giải tại cơ sở, để các mâu thuẫn tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư đều được hòa giải kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tăng cường mối đại đoàn kết toàn dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, khiếu kiện xảy ra, góp phần phát triển các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thông qua hội nghị nhằm trang bị về kỹ năng nghiệp vụ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, phát huy vai trò của hòa giải viên ở cơ sở trong việc giải quyết mâu thuẫn tranh chấp từ khi mới phát sinh, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong nhân dân, phòng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật và góp phần bảo vệ an ninh trật tự tại khu dân cư, đồng thời tạo điều kiện cho tổ viên tổ hòa giải gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm qua việc xử lý các tình huống cụ thể được đưa ra trong đợt tập huấn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã trong thời gian tới. Thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Ủy ban nhân dân phường Tô Hiệu đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường Tô Hiệu. Tại buổi lễ ra mắt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã quán triệt nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, công tác tham mưu triển khai xây dựng tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại địa phương, các quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, mức chi hỗ trợ bồi dưỡng trợ cấp đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai kế hoạch kiện toàn, tuyển chọn công dân tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, công bố quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 10 tổ bản trên địa bàn. Theo đó, mỗi tổ dân phố, bản thành lập một tổ bảo vệ an ninh trật tự với số lượng 3 thành viên gồm một tổ trưởng, một tổ phó và một tổ viên. Để phát huy vai trò vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của phường sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thử thách, ra sức học tập rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng, nghiêm túc chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự quản lý của Ủy ban nhân dân phường và sự hướng dẫn phân công kiểm tra của lực lượng công an, phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng công an phường, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Lề phối hợp cùng các đoàn thể của phường đã tặng quà 30 hộ nghèo và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Đen.
Mỗi hộ nghèo trên địa bàn xã được trao tặng một suất quà trị giá 300.000 đồng. Các em học sinh được nhận quà bao gồm đồ dùng học tập, tổng giá trị 10 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ phường còn trao tặng 200 bộ quần áo mới cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trên địa bàn xã Trường Đen hiện còn 15 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo. Những suất quà được trao tặng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những hoàn cảnh còn gặp khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và đổi mới cuộc vận động Ngày vì người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong năm 2024, xã Trường Đen đang hướng đến mục tiêu cán đích nông thôn mới nâng cao. Ngày 18 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trường Cơi phối hợp với Thư viện tỉnh Sơn La và Trung tâm Anh ngữ quốc tế Option Edu tổ chức chương trình Ngày hội đọc sách và rung chuông vàng năm 2024. Tham gia chương trình có 99 em đến từ các tổ bản của phường Trường Cơi. Các em phải trải qua 2 phòng thi với 20 câu hỏi tìm hiểu các kiến thức liên quan đến chuyển đổi số, ngày hội đọc sách, văn hóa đọc và lịch sử địa phương. Mỗi câu hỏi nếu trả lời đúng, các em được ngồi lại ở ô của mình và tiếp tục trả lời các câu hỏi kế tiếp. Nếu trả lời sai, các em sẽ bị loại và bước ra khỏi vị trí. Những em còn lại cuối cùng là người chiến thắng. Với những câu hỏi liên quan đến tiếng Anh, các em đã có sự chuẩn bị chu đáo và xuất sắc vượt qua với mức độ khó tăng dần. Đồng thời tại chương trình cũng tổ chức ngày hội đọc sách. Các em đã được trải nghiệm đọc sách tại xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh, tham quan Thư viện nhân ái của tổ và tìm hiểu giới thiệu những cuốn sách với nhiều thể loại đa dạng, giúp các em có cơ hội khám phá tiếp cận với những cuốn sách mới. Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong dịp hè, là dịp để các em được giao lưu, học hỏi kiến thức bổ ích, đồng thời hiểu thêm về ý nghĩa của việc đọc sách và nuôi dưỡng tình yêu với sách. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế của địa phương, trong những năm qua, Đảng bộ phường Trường Sinh, thành phố Sơn La đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, vận động nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của các cơ sở để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa ngành đa nghề, tăng tỷ trọng các ngành thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân. Phóng sự Đảng bộ phường Trường Sinh lãnh đạo phát triển kinh tế của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố sẽ phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với vị trí là phường cửa ngõ của thành phố, có trục đường quốc lộ 6 chạy qua, có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đứng chân trên địa bàn. Là điều kiện thuận lợi để phường Trường Sinh phát triển kinh tế xã hội. Phường Trường Sinh có 18 đơn vị tổ bản với 4.627 hộ, trên 16.000 nhân khẩu. Đảng bộ có 27 chi bộ trực thuộc với tổng số hơn 1.000 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa ngành đa nghề, trong đó quan tâm đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân phát triển kinh doanh dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3 tỷ đồng, bằng 78% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng trên năm. Hàng năm thì Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn phường Sinh. Chúng tôi xác định là có hai khu để tập trung về phát triển kinh tế xã hội. Đó là các tổ mà sống theo dọc đường quốc lộ 6 và đường Lê Duẩn thì tập trung vào thương mại dịch vụ, phát triển kinh tế là thương mại dịch vụ là chủ yếu. Thế còn các cái tổ còn lại, ở các tổ bản còn lại thì tiếp tục triển khai chỉ đạo về phát triển trồng trọt chăn nuôi, áp dụng các khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi để tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Với phương châm khai thác tối đa tiềm năng của địa phương, những năm qua, cấp ủy chính quyền phường đã vận động nhân dân phát huy nội lực, đầu tư phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Hiện nay, trên địa bàn phường có trên 656 hộ tham gia sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ. Nhiều hộ đầu tư mở rộng cả về quy mô và hình thức kinh doanh. Các sản phẩm kinh doanh cũng đa dạng, phong phú, bảo đảm đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn phường cũng như cung ứng cho một số cơ sở lân cận.
nhiều hộ gia đình cá nhân đã nắm bắt nhu cầu thị trường, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn. Lấy phương châm khách hàng là chủ thể để chúng tôi phục vụ. Với cái sản phẩm chất lượng thì tốt là của hãng, và chúng tôi sau bán hàng chúng tôi phục vụ khách hàng một cách rất là nhanh, gọn, và làm sao để khách hàng vẫn nhớ đến điện máy Thái Huệ. Xuất phát từ tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển chung của thành phố, những năm qua, cấp ủy chính quyền phường Trường Sinh đã không ngừng hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tạo mọi điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo các ban ngành khuyến khích động viên, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường còn lãnh đạo chỉ đạo chi ủy, chi bộ các cơ sở đẩy mạnh công tác lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của cơ sở, phát triển sản xuất kinh doanh theo điều kiện thực tế và tiềm lực của gia đình, phối hợp với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy phường Trường Sinh, chi bộ tổ 6 tuyên truyền vận động, nhất là các đồng chí đảng viên và bà con nhân dân trong tổ phấn đấu sản xuất kinh doanh tùy theo cái khả năng của mỗi hộ và tùy theo cái năng lực cũng như là cái môi trường của mỗi hộ, thì để bà con nhân dân vận động bà con nhân dân hăng say sản xuất. Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, các ủy chính quyền phường Trường Sinh còn chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây con có năng suất cao vào sản xuất. Bà con nông dân các cơ sở trong phường đã tích cực hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, làm giàu trên mảnh đất của mình. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hình thức khép kín, kết hợp bảo vệ môi trường, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây con có năng suất cao vào sản xuất, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đem lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi. Hiện nay trên địa bàn phường đã xuất hiện một số trang trại chăn nuôi theo mô hình công nghiệp, hàng năm cho thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Gia đình thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của chi bộ tổ 6, rồi của phường Trường Sinh, thành phố Sơn La, thì gia đình tôi cũng phát triển kinh tế theo một cách bền vững. Chăn nuôi thì cũng chăn nuôi cá, rồi trên vườn thì cũng trồng cây ăn quả. Trồng cây lâu năm, đấy mà thu hoạch dài hạn thì không phải đầu tư nhiều lần. Những năm tới, chủ trương của phường tiếp tục tập trung phát triển, dần đưa thương mại dịch vụ trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Phấn đấu các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội của phường sẽ đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Với lợi thế của mình, phường Trường Sinh đã được tỉnh và thành phố quy hoạch phát triển theo trục đô thị Trường Sinh Nà Sản. Đây thực sự là một điều kiện hết sức thuận lợi để phường tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phường Trường Sinh tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế thương mại, dịch vụ, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, nhất là những hộ ở mặt đường, quốc lộ, tỉnh lộ, khu dân cư, đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, thâm canh tăng vụ và chăn nuôi theo hướng tập trung. Theo đó, không chỉ làm thay đổi bộ mặt đô thị của phường, mà còn góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Sơn La ngày một bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.